Vâng, chào các bác. Các bác vừa được nghe chất âm của cặp loa mini Kenwood L5. Cặp loa này cho một cái chất âm khá là tốt. Bát chắc nịch, chắc rất sáng. Trong khi đó bát của nó chỉ là 10 cm, mang carbon viền cao su và check dome. Và công suất của nó chỉ có 20W một thùng, trở kháng là 6 ohm. Cặp loa này thì em đã có một cái video cận cảnh tháo ra cho các bác soi kỹ nội thất bên trong rồi đấy ạ. Về thùng vách thì cặp loa này tương đối đẹp, chỉ có những cái góc cạnh về phần tạo hình ở mặt trước là có mẻ có bể, cái đấy thì không tránh được bởi vì cái tạo hình của cái cặp loa này nó khá là cầu kỳ. Trong quá trình vận chuyển từ Cam về Việt Nam thì cửu vạn nó ẩu, không biết cách đóng gói, do vậy là những cái góc cạnh của nó sẽ bị bể, bị sứt sẹo. Cái điều này thì đúng là không ai muốn cả, bởi vì đây nó là cặp loa ở trong một cái bộ dàn khá là hiếm, đó là bộ Kenwood L5. Em nhập về cả bộ và cuối cùng là cái thớt dàn là nó te tua, vỡ nát, phải vứt đi. Và tôi thì vớt vát thì em bán cặp loa của nó vậy. Đây các bác có thể nhìn thấy là về thùng vách cặp loa này còn khá là đẹp, không bể nào. Đây thông số đi ạ. Công suất 20W, trở kháng 6 ohm, sản xuất tại Trung Quốc. Số seri có cái đuôi là 004040. Đây là chiếc bên L. Đây là chiếc bên phải R. Đó, các bác có thể thấy là thùng vách là còn ngon. Vâng, series cũng là 0040, chính xác đây là một cặp. Trong cái quá trình đi lùng kiếm những cái bộ dàn độc đáo, mini độc đáo ấy, thì kiếm được một cái bộ L5, Kenwood L5 là tương đối khó khăn, không hề dễ dàng. Thế mà trong quá trình vận chuyển về Việt Nam, cục dàn nó te tua quá, không thể bán được nữa, em đành phải bán cặp loa vậy. Rồi kéo được tí vốn nào, hai tí vốn đó. Cặp loa này thì em bán với giá 800 ngàn. Trước đây em đã từng đưa lên rồi. Có nhiều bác thì cho rằng cái giá như vậy là đắt. Nói chung cái gì cũng có giá của nó các bác ạ. Em có những cặp loa bát lên đến 14, nhưng mà em chỉ bán đến cái giá khoảng 550 ngàn thôi, nhưng đồ chất thì giá nó sẽ cao. Nãy em có mở một đoạn nhạc liên khúc, thì bây giờ em mở một đoạn nhạc không lời, nhạc điện tử, để xem cái cặp loa này nó thể hiện đến mức nào. Thank you.
một từ thôi, chất, cực chất. Các bác chuyện chơi loa nhỏ hết sức chú ý, đây là một cặp loa dám khẳng định với các bác là rất chỉ là chất. Nó sẽ phù hợp chơi trong không gian nhỏ, tầm diện tích phòng tầm độ 12 cho đến 15 mét vuông. Loa nhỏ nó sẽ có một cái ưu thế rất lớn đối với loa to là khi mình nghe nhỏ thì mọi giải âm nó đều lên hết sức là đồng đều, rõ ràng, mạch lạc, chi tiết. Còn loa to nếu mà mở cái mức âm lượng nhỏ quá thì mọi thứ âm nó sẽ nhòe dính hết vào nhau và nó sẽ không thể nào mà thể hiện được cái chất âm chi tiết như ở cái loa nhỏ nó thể hiện được đâu ạ. Vâng, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cặp loa này thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại mà em để ở dưới chú thích video. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.